Hello, xin chào quý vị thân yêu. Hôm nay Lý Phong cùng với một số bạn đến nhà anh Toản. Đây là để mua dê về thịt quý vị ạ. Đây là cỏ để anh ấy cho dê ăn đây. Bây giờ Phong sẽ cùng quý vị ra xem dê nha. Đây là quý vị ơi, đây các bạn. Con dê đực không nọ đâu anh nhỉ? Con nói vậy thì sao, con bị biếu cổ à? Đâu con nào? Con này con đang đánh ấy, nó đánh nó sưng. Kia cơ. Đấy nó cái con trắng trắng là con nào? Đây con này con dê cụ này. Con trắng kia là con loại kia là con cá. Đây con trắng này, còn con trắng nằm trong này nữa. Con non là trắng này non. Non hơn tí. Dê đây quý vị đang mấy anh em đang xem đi. Xem con dê đẹp nó. Đây là mấy con dê đang mới đẻ này. Đâu con này là đây là cái. Cái con hôm nọ mà sắp đẻ là con nào anh nhỉ? Đây này. Sắp đẻ rồi anh nhỉ? Nó cỡ khoảng chắc cỡ tầm tuần rồi. Ồ. Ăn với đâu ăn nhiều không? Cái con trắng kia kiểu cũng chửa đấy anh ạ, đúng không cơ? Con trắng á. Và con kia. Con cũng chửa đấy. Đây đàn này gần nó chửa hết. Nhưng mà nó phải xuống vú cơ nhỉ? Thì ví bao giờ nó xuống vú, nó đã xuống vú thì chỉ còn có 1-2 tháng là đẻ. À thế rồi. Đấy là cái hiện tượng mà cái ấy của nó sưng lên là hiện tượng là nó chửa chưa anh? Cái ấy cơ là cái bướm gì? Bướm của nó. Vâng. Đấy là bắt đầu là hiện tượng đấy là bắt đầu là nhảy. À bắt đầu là nó muốn nhảy đúng không cơ? Chứ chưa phải chửa. Bởi vì thường thường nó sưng thì không phải chửa anh nhỉ? Đúng rồi, sưng là không phải chửa. À. Một là nó đã to mà nó hơi sung vú đấy là đã là con đã là chửa. Vâng ạ. Hoặc con dê bắt đầu là nó đang gầy mà nó béo lên là chửa. À thế rồi cơ. Còn nó đánh ấy. Đánh nhau, dê đánh nhau. Đánh cái nhiều khi nó sưng lên thì mình Đây, con dê bé xíu này rất là dễ thương. Dê ơi, dê ơi, đang ăn gì đây? Chào khán giả đi nào. Đáng yêu quá. Đang ăn bã đậu quý vị ạ. Đây dê đang ăn bã đậu. nếu mà ngon là con kia. Con đực đấy cơ. Đấy con đực. Đây là con này này. Con biếu là nếu không là nó cũng bỏ tháng 8 nó giết. Con biếu này là con này đó cơ. Con này con dê dê đang nhảy cấn mà. Không, con này là con này không 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 để nhảy. Con này là một là tháng 8 này giết, mà hai là cái thằng này trên này Nó nói cái là cân thế nào, anh cái bán gì đâu à? hả Nó nói chờ gì nào không để tôi dịch vụ thế cứ bất kể đến lúc nào bắt tôi ấy, còn cái này nó ăn cả ngày thì cá lúc nào không tôi đi mua, thế thích bắt lúc nào bắt lúc ấy. không bớt anh em được gì không không tại vì tôi làm quán mà tôi mở một cái nhà hàng ở dưới Nam Định kia, cũng tôi phải đi mua 160.000 thì tôi đợt này nữa anh, đợt này nó dịch dê nó xuống. Dịch gì nữa anh, tại anh Ủa đi bị mua tận Ninh Bình mà trong tám sáu mình còn mình ngoài mất công vận chuyển nữa. đấy nó dịch thì đây là mấy anh em mua về ăn chứ không phải là kinh doanh, nên là anh xem qua sân si giúp cho bớt cho bọn em về ăn, với lại giới thiệu mà bọn ở Nhân Hậu người ta thì người ta ăn gì bọn Đấy em lại con giới nào? thiệu lên đây Đấy con biểu. đấy, thì anh xem anh bớt cho ít để mấy anh em ăn chứ không có ra Con để nuôi kinh này. doanh đâu mà. À, ông chủ đang chuẩn bị bắt con dê được thì quý vị ơi. Anh đang cho rau để mồi để ăn để bắt được con dê. Bắt dê là bắt chân sau quý vị ạ. Anh đang tìm cách anh bắt cái chân sau. Ôi nó đang chạy. Nó sôi hết đây bắt con dê được. Có hai con như giống nhau nhỉ? Con kia to hơn. Con đằng sau cũng đi được à? Sao cũng được. Con bố nó là à bố nó là một bố
hay bắt con sáu bắt mẹ con sau ấy bắt nó không có bé bắt sau anh ạ bắt con sau anh ạ bắt con bé ấy con bé cũng được không không con to này to thằng trên kia nó còn để chụp cái sâu đi cần rau lâu làm gì mà ngu thế thằng ở trên kia nó thích nó đủ ăn à. Đủ tháng rồi được ngang nhau nó không có biếu ngu quá nó xấu đỡ chê lông nó mượt hơn lông kia nó dựng hơn con nó béo con kia lông nó dựng hơn mộng nó bé tao bắt đi nhặn tan ra đi đây đang bắt con dê à ôi bắt rồi dê ơi bắt rồi ra giữ anh cái thành giữ cái quàng quay này cầm chân này này bắt rồi này nói rõ là không thịt mấy đâu như là chết này đỡ vốn nhìn bé thì đỡ vốn thì nó không bị cái biếu đúng không nó, hình thức nó ok hơn. Phải giá phải 25 cân. Không được, con này chỉ 22 cân. Là cùng. Con này ví dụ mua về làm giống được không anh? Được quá chứ. Mà quá nuôi lâu thì thành dê cụ. Lâu là thành dê cụ. Con kia ta bắt về con dê cụ bắt về con 13 cân. Cái này có phải cho vào sọt không hay là này cho vào trong cái bao ấy xong rồi. Vâng. Đấy, mình giết thôi. Vâng. Bỏ trong bao anh. Để em có xe em chở luôn. Lấy luôn cái bao này. Hưng cầm. Cho bo chuyển về Nhân Hậu. Dê. Ôi nín nín nào, không được khóc nhè nào. Đây. Quả to nó vào bao này. Đây. Toàn bao bao cho phải đấy. À cho bao đi, cho bao. Lồng đi bít này là. Bao hơi bé. Đó, không cần nhiều, không cần to cho nó. Co chân lại nhá, không cần to. Lên đi. Chân lên dưới chân. Co chân lại cái này. Đấy. Buộc đúng ở trên này, đúng như gáy này, không đúng một bên thôi, đấy đúng một cái đó, đó thế là xong. Bị mẹ, dây, sang cái dây. Ông nhà hư, ông nhà dây đen. Ôi Hưng ơi được rồi. Tặng ngoài 20 cân. 27. 27 cân rưỡi. Cân rưỡi. Nhưng tôi mua này thì mẹ nó tính được lại một. Tôi mua nhà hàng á. Từ 20 thì là 30. 7 cân nhân mới 7 7 75 90. 75 90 đưa 100. 75 90 đưa 1 triệu. 4 triệu. Này chẳng xe gạc em mà đi rất ok đấy anh nhỉ. Thoải mái. buộc kín vào chỗ này cái nhá. Nào, hãy khênh khênh luôn vào đây. Hưng ơi. Khênh luôn vào đây đi. Thôi mặc xe đây. Buộc đấy. Đi phòng đi lấy xe để chở dê về đây quý vị ơi. Ơi bắt đầu chuyển dê về nhà đấy quý vị ơi. Này một phát này. Thế rồi. Đấy. Còn loa từ từ. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Hôm nào Lý Phong sẽ làm một cái món gọi là luộc cả con dê để quý vị xem nha, làm video nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn.